con sư đũa. Con sư đũa của nhà ông anh á cả nhà, mình nay mình đi qua mình xin về mình ăn á. Mùa dịch rồi. Mùa dịch rồi cái đầu đi xin ăn nè, bữa nay chiều á. Trời ông mới vừa mưa xong á cả nhà. Ông mới vừa mưa xong rồi nãy giờ hai chồng đương đi làm vườn vô ba cái chân vô chân đậu đũa ngày hôm qua rồi vô chân bầu, nay vô chân đậu đũa, giờ nay mưa tới không làm được đi về. Qua nhà ông anh ông xin mấy cây bông sô đũa. Ô trái quá trời ông anh, bữa nào qua xin trái nữa anh. Thì bởi gì? Cả nhà thấy không? Bông sô đũa nè cả nhà. Đó. Ông anh nó nhiều, ông trồng có mấy cây mà quá trời luôn, còn mình trồng không có gì hết. Để bông bút. Để hết luôn đi, để đi cho ấy chồng. Em vịnh bọc luôn không? Hay là anh tự vịnh tự bẻ luôn? Ngày hôm qua anh kia giờ anh mới hái nữa đó cả nhà. Bữa nay cũng nấu canh chua bông sô đũa luôn á chứ. Bữa hổm hái bữa trước. Rồi bữa nay sáng nhà mặn con cá lóc nấu canh chua bông xua đũa. Rồi. Quá trời luôn. Chừa cái nhánh nhỏ lại đi anh lụm luôn cái nhánh nhỏ vậy. Bông nhỏ xíu anh cũng lụm luôn, anh ăn hết luôn. Rồi tới mùa dịch giờ đi xin ăn luôn rồi nè cả nhà thấy không? Xin hoài luôn á, mùa dịch này hổm ngày là đi qua đây xin bông sô đũa hoài luôn. Xin xong rồi đầu đi bẻ về cho hàng xóm có ai như hai chồng em không? Ai như hai chồng em không? Hổm ngày bẻ về cho bà chị, cho bà cô, ngày hôm qua kia mới xách em cho cô, bà cô của em. Dứng nữa kìa, anh dứng nữa nè. U đây nè, nãy giờ không thấy. Nhà anh có anh không ăn, mình có chồng mà nó không có hết trơn á. Mình đi xin ăn. Hai như em không cả nhà. Đây, bỏ vô. Em bẻ không có tới, cao quá em bẻ không tới cho chồng em cũng bẻ. Chui vô đó bẻ. Chui vô đó bẻ thôi, chui đó em bẻ. Cái này nó nở quá rồi hái luôn cho ảnh luôn đi. Để mà không nó rụng. Cây không? Hồi sáng mà này cái này phải mình sáng mình qua mình bẻ là nó không có nở đâu ha anh. Anh giận em hay gì vậy? Hả? Sáng mà làm không rồi đi bẻ. Có giận không mà không trả lời chứ anh trời. Thấy chồng em không cả nhà? Nở hết trơn. Này muốn hồi bà cô. Chui lòn như đây nè cả nhà. Nam cái chùm bên đó kìa, ba chùm bên đó kìa. Có thấy đường đâu, quay qua. Đó, nóc kìa. Nóc kìa. Cái này nó có con sầu bự lắm á. Đây cho em bỏ vô ké kìa. Đây. Đây, trời ơi, cái này cái nhánh nè. Tính đầu mấy cái cây nó lớn rồi mà nó có bông. Nè, thấy không? Quá trời bông luôn. Không có mấy cây rồi quá trời bông luôn. Ảnh ăn không hết luôn. Ảnh ăn không hết luôn. Bẻ hết mấy cái nở luôn đi. Nở quá luôn rồi. Cho em nè. Anh qua chùm nó đi. Chưa, từ bẻ cái nào hết cái đấy. Hết cây hả? Anh treo đó luôn hả? Treo rồi, nó chưa nãy giờ được mọc rồi nè cả nhà. Bông xua đũa hái nhanh hơn bông điền điển cả nhà ơi. Bông điền điển hái mỗi cổ luôn. Quá trời luôn. Nãy giờ ngoài kia vô đâu thấy đâu. Rồi quay hướng này lên đây dòm. Chết kìa. Bây giờ không thấy. Đây nè, đây nguyên chùm nữa nè. Thấy đâu. Quay lên hướng này không thấy à. Em đi bẻ cái nhánh này. Đó, cái này thấy không? Đi xin nè. Đây, em bẻ nhánh này. Đó, đây nè cả nhà. Quay vậy nó chói nắng, quay lên cao nó chói nắng quá cả nhà ơi.
không thấy được gì trơn. Quay chắc quay dưới đất thôi. Thôi quay trên cao không thấy anh ơi, anh quay đó nghe, em đi bẻ bên đây em quay đây nha. Nó thấy đang thui. Quay nhìn chừng nó gãy cái miếng dán nha. Sáng này phải ra là đâu có, sáng này xuyên qua là đâu có ấy đâu. Sáng này mình cũng xuống nữa, lo đi hái bông điên điển, hái ba cái rau muống đem đi giao cho người ta. Bữa nay em bán điên điển, không hai ngày nay em bán cả nhà. Đó, một chùm. Chú đừng hái bông xô đũa. Nó đi nó mát rồi kìa. Nó đi nó mát. Ừ, con ăn không? Gớt. Đem cầm cho anh, em cầm cho. Anh đây đây chồng nè, anh có một con nè, đi luôn đi. Sáng phải đi qua đậu nở đậu lưỡng rồi, nở chừng nãy anh hái mà nó hái chung chồng này đi đây nè. Mưa mới xong, hái xong mình máy ướt nhẹp luôn, cây nó ướt nhẹp nữa cả nhà. Không thấy đâu. Phái lắm, em tối ngày em phái đi hái bông lắm. Bởi vì em trồng bông không à. Lớp em trồng bông bí nè. Anh, còn bên đây em trồng. Em trồng bông bí rồi bông xô đũa mà em trồng nó không có trái cả nhà. Thấy không có bông cả nhà. Trồng nay gần cả năm mà nó không có bông. Thôi đó, nó hư rồi, bỏ đi. Kìa, anh còn chùm bên đó nữa kìa. Không gần qua đây mình xin cũng nhiều lần lắm ha anh. Mình ăn không à? Ăn cái có mắc cỡ không anh? sáng này không qua vẽ, ảnh qua anh nói bông xô đũa bánh nhóc hết trơn, không đi qua vẽ đi. Sáng mất làm, mình đâu có đi qua đâu. Đây nè, anh hái đã, anh chừa lại đây, em hái. Đây, anh hái đã, anh chừa nữa đây. Bông đè đè nó xuống ha. Lấy cái bọc kia. Bọc đâu lấy? Còn không? Còn không, em đi lấy bọc nha. Mình đi lấy bọc nha cả nhà. Đi qua đây, đi lội cỏ không nè. Đi đi qua đây lấy bọc. Chơi gì đó. Đây. Nãy giờ đi hái được bó rau muống nữa nè cả nhà. Trời ơi, ông thủ quá trời bọc luôn. Ông thủ à. Đi vào đây hái một chút, ông thủ 3-4 cái bọc. Đó, ông đứng đó, ông hái đó. Đi. Nổi vô. Ta chồng, ta không ăn. Mình còn mình không chồng, mình đi qua mình ăn không. Có ai như nhà mình không? Một bọc rồi cả nhà. Đây, một bọc. Này ông hồi bà cô lại cho bà cô anh. Không biết là mình đi đây bà có lợi không. Nãy bà nhắn tin bà nói để hồi bà lợi bà cho ba cái. Ba cái. Nãy đứng ở ngoài đường dòm vô đâu thấy đâu cả nhà. Tính đồ bẻ hết rồi. Tính đâu là bẻ hết rồi, sáng ảnh bẻ rồi không có vô, không có vô sinh. Cấp đầu giờ một giờ mình đi xuống. Rồi cái nãy hôm qua ông nói, sáng hôm qua ông nói với thằng em nói sao mà hôm qua bẻ bông xô đũa quá trời bông trên đó nữa. Rồi cái đầu nãy mới đi qua gặp ảnh làm ngoài kia mới sinh, mới gặp ổng, ông nói còn nhóc chưa không ai bẻ, mới chạy vô đây. Để vô bẻ và sẵn về luôn. Đây.
Đây. Này, cho em. Mới mưa. Hai chồng em phái bẻ, bẻ xong rồi cái đang không hết em đi cho. Anh sẵn quặng ở đây bên đây nè, còn hai bông bên đây nè, nó ở đây nè. Anh kéo xuống luôn đi, em hái cái bông hai bông này cho, để không anh quặng qua không tới. Không sao anh quặng qua không tới. Trời ơi, cái bọc nó quay. Đây, cầm bọc cho. Chui vô luôn hả? Không có trồng rau gì không, anh dẫm banh rau qua không trời. Có cây gì đó anh? Không có gì hết. Không có gì hả? Sẽ thấy cái cây đó, nó có cái cây đưa lên đó. Đó, hái hai chùm trên đầu rồi. Ừ, ổng trồng đậu gồng nữa kìa anh. Thích gà hả? Đi đường nào, đi chấm chế đường này đi. Thích gà. Vâng, để ve lại. Còn trên kia quá trời luôn. Để chứ. Đây em treo đây rồi nè. Còn cái bông bự đây nè anh. Đây thẳng vô nè. Đó 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 đó. Đó. Kiến căng quá. Kiến đâu? Cái giò anh hả? Hả trên. Mịt mù nữa rồi, hái giết về anh ơi, chắc không hái kịp qua tới cây bên kia luôn quá. Nó bứt bỏ luôn đi anh. Nó nở quá. Nó về nhà không bỏ hả? Nó về nhà không bỏ. Qua cây bên kia đi, cây bên kia còn ô cây kia bên kia không có không gài không bẻ bên cây bên đó đó anh. Em đi qua hướng này mới được. Chui qua. Cả nhà chui qua. Chui qua, chui qua, chui qua. Chui qua, chui qua. Có đường này. Hái phụ không cả nhà ơi, mưa tới hù hù tới nữa rồi. Chắc chạy về không kịp quá, hai chồng chạy nay chạy về chắc mắc mưa nữa rồi nè. Tới rồi anh ơi. Ý rồi, rớt rồi. Mấy cái bông búp búp bên đó kìa. Mấy bông búp búp kìa. Tới rồi, tới. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà, cả nhà. Mưa tới rồi, mưa tới rồi, chạy vô. Chạy vô đâu vậy? Xin chào. Hẹn gặp lại mưa rồi, cả nhà ơi. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Đi vô nhà luôn đi, vô nhà núp chứ. Núp ở đâu sao anh về được? Em vô đây em núp rồi. À, chị. Ở đâu? Mưa đó. Ôi rồi. Mưa chạy rồi đường hết. Ủa, còn bọc kia em treo đâu rồi? Tới bây giờ được ai bọc đó cả nhà. Giờ mưa tới rồi. Mưa tới mịt mù rồi đường hái không mưa. Đường hái không mưa nè cả nhà, tóc chạy vô đây có ké ở đây luôn. Đây. Hái xong rồi mệt rồi kìa. Hãy xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha, biết sao. Nhà xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em một like và một chia sẻ nha cả nhà.